bà bà học bà lạc đáy xóa vì ọt chè liền đáy ở bàn sử dụng tê vì đọc đáy tàu nâng thơm mò rứ xâm bọ đàm chơ tỏ tại đạch hồ chiêm. Mình mên bà học thư ở xóa vì luật đáy hồ chiêm nụ lai cứ mọc ẩm bì khuôn vì bơm bà học hay ọt chè liền đáy nông rừng ní bà dương xóp nẹ ná mình mên nẹ nụ mọc thư ở dương đầm bao chật tê ní bà khuôn dương xóp kê hay thư tục nông chật khó rươi rươi chẳng ở kê vị nè chẳng ở kê sạp ướp sạp bài chật tái trâu ca tục đau cả hai khuôn ai tật xa át bu cổ ôp liền chật krau rồi bỏ dương cư mê ta phêu vệ nì dương chìm mà nụ trâu sạp nông ca thai rạ xa chật rồi bỏ luôn áo chìa ca thai rạ xa đó là o sau chăn tệ chuyện nì mẹ mê dị tệ bộ bụi chuân tay sau sau bố rộ bó đai bà can hôn hai thai chia rộ bó dương bày đọ lệch hà sập bốn tâm bố bì rô chật sập rằm mà nô dương chư cơ ba chư chương chư đầy bần tay mình miên chư cần tùy lời bố mình miên cần tùy nâng ảnh giang ná bờ ọp rôm vật hạt chật bàn đòi bà nhá lê hợp bông sẽ kể đây bà can tha vây vây chia rộ bó dương trâm tay chìa phol này bà cháy cứ chia à rôm này về nhiên mình miên ạch ta tu khuôn dương chia mà chả lời đôi chân ai ca chư chất rư sẽ kể đây sau sau tao khu nông ở vây nô nô có rô mê mình miên đài đôi chìa ca mình miên chư cần tùy này mà nô dương chẳng ảnh mà nô dương bò rộp hộp bần lai phải chơ tầng mùi ảnh lư đào sạch nâng trầy đào tì bẩm phót mà chỗ riêng cạt cả đầy mà nô chia chùm này phản đầy bầy bật thăm mì chiết đam chơ dục phư cường chạ xê na sẵn nạ kê hạ sẵn thật mà nô dương miền tôn phọt bọn của cực chạ luôn là nghị bật sẵn thật đòi côn nực đo cả đầy sạp bởi nhạp sang lọ liệt phiếp vật vô liệt thô rì bồn đã cho phía rẽ tùm lẽ cường thuần bọn chia đam tôn sang côn ốt tà ra sát lôc miền cam bởi trăm vật đã tân hà tia xạ vạ phân ếch bà nhà mình nghe sẵn cua tua nhiệt tạ ca nực đo mô rà nà liệt lì ỏi hời khăn pram tục mên chư mên sạp mên dương trâu mên tên chlòng đàn rục trời bà bút gò mên bà thua mên hời cùng lên lên lại trâu liệt mên tên.